Trở lại vòng thi sàn đấu tài năng, chúng ta sẽ có hai thử thách. Thử thách thứ nhất là nhảy theo lời bài hát. Đúng. Như em phải diễn tả bằng cơ thể em, cơ mặt của em. Không, ví dụ như là ôm chặt đúng không? Ôm chặt. Được không? Hiểu. Và sẽ có hai lượt thi đấu, đội hát và đội nhảy. Đội hát sẽ chọn một ca khúc bất kỳ để hát và cả nhóm hát nha. Và đội nhảy thì sẽ tạo ra đội hình 1, 2 hoặc là 3 người để nhảy theo lời bài hát như anh vừa nói với các em. Đó, hôm nay là tôi không muốn bản thân mình là một người chấm nữa, tại vì lúc nào các bạn cũng sẽ đòi hỏi sự công bằng đúng không? Đúng, tôi sẽ để các bạn tự đem lại sự công bằng. Hay. Các bạn sẽ phải chấm với đội đối phương và xem thật là kỹ lưỡng và chấm một cách rất là công minh. Tại vì khán giả sẽ xem là các bạn chấm có công minh hay không. Vâng. Nãy đội Nao Cá Vàng thua đúng không ạ? Dạ. Các em sẽ phải thực hiện thử thách đầu tiên. Đó là cả nhóm cùng hát một ca khúc bất kỳ. Các bạn sẽ hát bài gì nhỉ? Dạ, Khoảng Trời Của Bé. Dạ. Và nhóm em sẽ đề cử anh Nơ lên. Anh Nơ là anh nào em? Ủa, có luôn ạ. Và bên này sẽ thể hiện ca khúc Khoảng Trời Của Bé. Dạ vâng. Mong là các bạn sẽ thể hiện hết sức tình cảm. Dạ, và vâng. Dạ, em sẽ cố gắng ạ. DJ Hailey. Dạ. Hay lắm anh ơi. Wow. Cũng bên nào là xuất sắc luôn rồi. Cơn bão chiều qua buồn đi ngồi nhà. Từ đây em bé bơ vơ, sẽ không còn cha, sẽ không còn mẹ nữa. Yeah. Cơn bão chiều qua cuốn đi con đường về một mái ấm đơn sơ, ước mơ của em. Trời ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hạnh hoa. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để nhảy lại chưa nhỉ? Em sẽ cử Kenji và Mon lên Minh Họa. Team Trí Tuệ gì chưa mà lên Minh Họa nhỉ? Đúng dạ, rồi. Thì mình cứ tự tin thôi anh. Team Trí Tuệ sẽ hát bài hát gì nhỉ? Ok. Nói chung là mọi người cũng nghe nhiều rồi. Lời thì vô cùng là xúc động và vui tươi, nên là mọi người cố gắng nha. Dạ, và bài đây là ca khúc Những đứa con từ trên trời rơi xuống. Giờ nó xuống lạ quá cả ta. Giờ muốn diễn tả nó phải leo nóc nhà xong bay xuống. Thôi giỡn giỡn. Ok, mình chơi nào. DJ Hailey, begin, let's go. Đây là chú thích, đây là người bố, còn kia là người con đúng không? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng được mình phải bỏ rơi. Để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó cũng có trong ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tình thầy thả. Nên cha rồi dần dây cha cha trong chúng ta không ba bông qua. Thế giới đấy chứ chính là nhà, có tình như đời dây khả. Bạn đã sẽ mãi mãi trở về, may mắn sẽ đến bên con. Dù ta đừng bước chân trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Tôi không can tâm. Sao? 3 chấm điểm chưa? Ngồi xuống. Chung là em cũng sai lầm thôi, nên là mọi người tiếp tục đi. Và bây giờ sẽ đến phần chấm điểm. Trước tiên là phần thi của đội Nao Cá Vàng. 3, 2, 1. Yeah. Vì sao? Tự nhiên vì sao lại có cái dấu bác sĩ ở đây?
À không, em xin lỗi, em chọn này. Nhưng mà thôi, anh cũng phanh phui luôn. Cái bài này mấy đứa phụ họa cho anh suốt, anh biết hết mà. Lạ thì rồi. Tôi cũng phải làm chứng và bênh Winner một chỗ là bài này là Kenji với cả Mon là phụ họa cho Winner rất nhiều trong chương trình. Nhưng mà mấy đứa trước là đâu có vụ này, đâu có vụ ông già như này đâu, đúng không? Ôi chứ, vụ ông già em nghĩ ra một giây trước khi lên diễn. Đúng rồi, được, đây có cái gì đâu. Và bây giờ sẽ đến bài nhảy của Winner. 3, 2, 1. Wow. Thì em mình cũng phải biết lượng sức mình đúng không? Nhưng mà anh cũng phải nói thật là bài của Winner thực sự luôn, em nghe cái lời bài hát như vậy mà Winner diễn tả thế là quá tốt rồi. Nói chung là anh thấy là bên này mặc dù là cái đề tài, cái bài hát thì nó cũng dễ thật. Nhưng mà phải nói thật là các bạn cũng đã truyền tải được đúng, đồng đều, đều nhau. Hai người bao giờ em nghĩ là khó hơn một người. Đúng không? Nó mang lại được cái tinh thần vui vẻ của bài hát. Thế là vòng 1, chiến thắng sẽ là Nắp Cá Vàng. Cũng không quên sự hỗ trợ đến từ giọng hát của Winner đúng không ạ? Cảm ơn ạ. Rồi, ta sẽ đến với vòng thứ 2. Có tên là ứng xử khôn khéo. Vòng này rất mới lạ và các em chắc chắn đã chưa bao giờ trải qua. Như kiểu đi thi hoa hậu đúng không anh? Đúng rồi, có cái kiểu bóc tờ giấy trong ứng xử ha. Không đoán giả là non nữa. Dạ ok. Nghĩa là bây giờ anh sẽ cho các em đóng một tiểu phẩm. Đóng kịch. Và bên này nãy là người chiến thắng rồi, nên là bên này sẽ được quyền là người đổ oan cho nhân vật bên này. À nhân vật thôi đi, nhầm. Chưa nghe hết. Bình tĩnh em, hòa thân hơi sớm. Ok, nhầm. Và bên này sẽ là người bị đổ oan. Và các em sẽ phải xử lý cái tình huống đó, bắt buộc phải hợp lý. Và nhưng mà cái điều nghiệt ngã của cái trò chơi này, đó là bên này dù bị đổ oan, nhưng một trong hai người sẽ phải về bên này để đổ oan tiếp cho bên này. Mình đi sang bên đấy hỗ trợ cho bên này, hỗ trợ cho bên đối thủ của mình để bắt nạt phe bên mình. Nhưng mà ví dụ như cái người đó muốn hỗ trợ cho cái người bên đội của mình thì không được. Anh nghĩ là tùy cách ứng xử, nó là diễn xuất nên các em sẽ tùy hứng thôi. Ok. Rồi bên này cử ra hai người đi em. Bên này cử ra hai người. Anh nghe đến cái chuyện cánh tim chưa anh? Dạ. Chung là hai người này lên rồi đấy. Được. Rồi bên này các em sẽ phải cử ra một người về phe bên này. Ép quá nào? Cái cuộc chia ly này có nước mắt. Cho bên này chọn, cho bên này chọn. Tại vì bây giờ hai người đều khó khăn lắm. Cuộc chia ly nào cũng có nước mắt mà. Nên là mọi người cố gắng thôi. Vì thi à? Thế lại được bán đứng đồng đội quá. Chứng tỏ là hàng ngày mọi người đều muốn bắt nạt Hana đúng không? Thôi vậy chị nha em. Chết rồi. Các em ơi, trật tự nào. Bây giờ anh sẽ công bố kịch bản mà anh muốn các em phải nắm bắt. Thứ nhất đó là bốn người là những người bạn thân với nhau. Nhưng mà sau đó thì bạn bị đổ oan là lấy cắp tiền. Và ba người này phải xử lý tình huống đó. Em sẽ phải xử lý lại những tình huống mọi người đổ oan cho em. Cố lên Hana ơi. DJ chuẩn bị nhá. Phần thi bắt đầu. Anh xong chưa? Thôi hay là hôm nay Mon bao đi Mon. Cho bao à? Mày bao đi. Trời lâu lâu mới thấy bao một lần nha, có tiền không á? Trời đại gia không á trời, ba mẹ cho nó biết bao nhiêu tiền mà không biết không hả? Không dám đâu, dạo này thi rất lắm nha. Mỗi lần thi vô trường trời là mua nước cho thi. Phí ở đâu nhỉ? Trời hồi nãy ôi xạo đúng không? Cái này là muốn tụi tôi bao nè. Không có được như vậy nha. Thôi giấu ở trong cái vớ á. Mày coi đi cái mày tiền để vớ mày. Ai biết được mày. Thôi đi thôi rồi. Mày đem bao nhiêu? Tao đem 5 triệu lận. Trời ơi. Cái gì mà 5 mình... triệu? Trời ơi. Tao định là đi mua đồ xong. Đi mua đồ xong rồi đi ăn nữa. Mày làm gì mà mất dữ vậy? Có khi chết rồi, từ từ khoan, 5 triệu là nhiều lắm á. Thôi hai đứa trả cho mày về nhà với tao. Trời ơi, mày có nhiêu? Tao đem có 100 ngàn. Tao đem có 500 mà, nhưng mà không sao, hình như tao có thẻ. Không phải, chết rồi. Có thẻ. Mày lấy thẻ. Chị ơi, tính tiền cho em chị. Dạ. Dạ đây em, của em nói chung là cũng không nhiều đâu. Nói chung là mỗi đứa 500 thôi. Ok, cảm ơn nha. Ok, cảm ơn nhá. Mấy đứa về sau nhá. Mày bắt taxi đi. Khoan từ từ mày ơi.
tôi nghĩ lại coi. Tao nhớ rồi, mày... con thân ở nhà. Tao biết ngày là cái con đó mà. Ủa nhưng mà tao nói nè, bây giờ ví dụ mà con Hân nó có ở nhà đi thì sao mà biết chắc là nó lấy được. Nói cho nghe nè, không thấy nó mới chuyển vô trường hả, nghèo muốn chết luôn. Nó đeo bám rồi mà nó chơi chung với tụi mình, nó thấy nó cũng dễ thương, ai về đúng là thứ anh. Mày đừng nói vậy, thôi để tao điện taxi, đợi tí. Hồi nãy tao mới gì thấy nữa. Hân đâu? Hân! Hay quá nha, hay quá. Đạo diễn Tâm Thanh đúng không? Ủa tụi mày đâu có về hả? Sao? Đi đâu về rồi tao? Để tao chuyện với nó. Tóc mới kìa. Sáng nay ấy, tao đi ra ngoài đường ấy, tao cầm cái bóp. Xong rồi tao hỏi mày là ví tao để đâu. Thế mày để đâu rồi? Thì tao để trên giường của mày, mày lấy đi rồi mà. Lúc mày đi mày lấy rồi. Mày kêu mày bỏ vào túi của tao rồi, nhưng mà không có. Tao nói với mày tao để trên giường, mày lấy đi rồi. Mày lấy đúng không? Thôi ê, mày bất giận đi, mày làm gì vậy? Tao ghét cái kiểu mà ăn cắp tiền của bạn nhá. Tao sẽ không bao giờ làm như vậy với bản thân của tao, nhưng mày đã làm như vậy với tao. Nó nghe nè, sự thật á là tụi tao á là con nhà giàu. Mày á chỉ là một cái đứa bần hàng từ dưới quê mới lên. Bình thường mày nghèo lắm mà. Vì tiền đâu đi làm tóc vậy em? À nè, thôi. Tao không có lấy tiền của thằng anh. Mày không lấy thì ai lấy? Mày á, mày đú mày chơi với tụi tao để làm cái gì? Để lấy tiền của tụi tao chứ gì? Đúng không? Thôi Minh, chị Na, mày nói vậy. Nó ăn cắp tiền của thằng Mon đó. Đồ của tao đó giờ chưa biết ăn cắp là gì. Mon, hiền hạ nhất là ăn cắp, mày có biết không? Mày chơi với tao đó giờ sao mày không hiểu tao Mon? Vì tao không hiểu mày đấy. Mày nói tao lấy tiền của mày vậy mày có bằng chứng không? Nhưng mà sáng nay tao bảo mày vào rồi nhưng mày không lấy. Mày đừng có đụng vào cổ tao. Mày ở nhà của tao, mày không được lớn tiếng. Hồi đó lúc mà bố tao còn làm giám đốc. Sao? Mày đi theo tao, mày lo cho tao từng chút một. Ừ. Tới chừng bố tao phá sản, mày rủ tao lên Sài Gòn. Tao theo mày, tao học tao làm mọi thứ với mày. Tới chừng bây giờ bố tao ngã bệnh, mẹ tao ngã bệnh, mày nên em ra cho tao cắt tiền mày à tao? Tao vẫn đang lo cho mày, mày đừng nói như vậy. Tao vẫn đang lo cho mày. Tao chơi với mày bốn năm, tao. Mày thừa biết tính tao thế nào. Tao không ăn cắt tiền của mày. Mon thằng yêu, có gì sai không Mon? Mon mày sai gì? Không, mày con lại đi. Hai đứa bay nên biết hai đứa bay đang ở vị trí nào. Tụi bay nên biết tụi bay có bằng chứng hay không. Tụi bay đừng có vô quan như vậy. Tao chơi hai tụi bay bao nhiêu lâu, ngay cả nó. Ê, ai làm rơi bóp tiền này? Ê, có ai làm rơi ở đây không? Alo, alo. Ôi, đúng rồi. Ôi, ê, hình mày nè Mon. Thiền của tao. Tao nói rồi thấy chưa? Mày tự nhiên mày là cuộc sống nó đang lường trước điều gì tụi bay thấy không? Thôi mày về mày Tụi bay biết xin lỗi không? Ê, tao không cần lời xin lỗi từ mày. Tao cần lời xin lỗi từ cái thằng đó. Thì mày cứ coi như tụi tao. Mày biết tính nó giờ tao nóng mà đúng không? Thì mày biết mỗi lần tao nóng tao hay nói bậy lắm. Tao nói bậy tao bạ không mà. Bậy, nói chung là mày đi qua bên đó mày nói cái thằng đó xin lỗi nó chứ không phải là xin lỗi tao. Mày là đứa sai nhiều nhất, sao mày không biết đi xin lỗi? Tao không nói cái chuyện. Nói gì nói đi kìa. Mày giờ chuyện sao? Tự nhiên món nước này cho tao cái mày nói nó mất tiền. Cái tao tin mày cái tao bây giờ. Bây giờ nãy con Hân nó cũng nói hoàn cảnh gia đình nó rồi. Ok tao sai. Bây giờ tao không biết phải làm gì để cho để chuộc lỗi mày nữa. Thì tao nghĩ mày đang cần nhà. Ok, tao sẽ đưa mày một số tiền để mày trang trải cuộc sống. Xong rồi tao sẽ đi. Để mà thôi, hay là mình đập bậy lại đi. Sao mày dám coi thường tao hả mình? Cân Trời ơi. Trời ơi em ơi. Tựa xem xong vở kịch này anh rất là xúc động. Và cả là rất là bất ngờ. Kiểu sao mà trong khoảng thời gian anh chỉ cho các em 30 giây thôi và mọi thứ cứ thế các em xoay chuyển tình hình rất là nhanh. Thật sự là mọi người diễn rất là tốt luôn. Nhưng mà có điều em hơi buồn cái kết một chút. Em đã mong nó là một happy ending. Nhưng mà tự nhiên anh Mo làm trái lại những gì mà em suy nghĩ luôn. Ý là cái kiểu đó là một cái người nhà giàu ấy thì họ sẽ có một cái tự trọng rất là cao.
cho nên là họ sẽ không bao giờ xin lỗi hoặc là nhìn lại cái người mình đã mắng chửi như vậy. Thế nên là họ sẽ chỉ đưa một cái gì đó tài sản quá lớn để mà bù đắp lại sau đó người ta sẽ đi một chỗ khác để mà kiểu gánh nhận hậu quả ấy. Anh nghĩ đấy là cũng là một cái tâm lý nhân vật rất là tốt. Em còn tưởng là khúc cuối là lúc mà chị Minh nói Mon xin lỗi đi thì Mon sẽ xin lỗi em, xong sau đó em sẽ ơn mọi người và tha thứ. Cuối cùng cái nó giục bút tiền trên mặt em. À sao em giục bóp tiền xuống đất. Nhắc tới cái vụ bóp tiền mới thấy là đi chơi công việc là giỏi ghê, tiền đâu ra là... thấy được cái bóp tiền à, ai làm rớt tiền nè. Có Hailey với Winner. Chứng tỏ là DJ là người giải quyết mất đúng không? Hay quá. Đi chơi giỏi. À đây. Tu tiền. Tu tiền mấy luôn cái thẻ của ta đi luôn. Qua đây. Rồi các em. Bây giờ sẽ là đến phần chấm điểm. Team của Đá Cá Vàng trước. 3, 2, 1. Trời. Không có mình tôi à? À Phụng. Vì sao? Nó ra là Mon rất là giỏi, Mon và Gina rất là giỏi. Nhưng mà chỉ là cá nhân thôi, là anh thích happy ending. Còn em là em thấy có một đoạn là có thể là tại nhân vật, tính cách của anh Mon là nó hơi kiểu chậm chậm và kiểu hơi suy nghĩ lâu lâu một chút ở đoạn cuối, nhưng mà em thấy nó hơi bị đơ lúc đó. Và chị Gina em cảm thấy như đang cầu cứu anh Mon là ra nói giúp mình đi á, nên em thấy nó hơi bị đơ đoạn đó, cho nên là chưa hài lòng lắm. À ok, cảm ơn em vì cái cá nhân của em. Rồi bây giờ sẽ là đến đội Trí Tuệ. 3, 2, 1. Winner ơi, sao bạn lại giữa hay là sao bạn? Tại vì là đội em có hai nửa, đúng không? Hai nửa thì một người là làm tốt rồi là... Không tốt. Không phải không tốt nhưng mà chưa đạt yêu cầu của em. Có một số đoạn ấy à. Việt Thi ấy xử lý kiểu như là cái lúc mà cản hai người kia ra khỏi Hana ấy thì là kiểu không kịp ấy. Kiểu cứ dội người này ra xong lại chạy vào dội người này ra dội người... Sao không làm một thể luôn đi? Chứ xong mà nội người dội người này ra chứ là rất là buồn cười. Em cảm thấy là không ổn lắm. Ok. Anh sẽ tính đó là một phiếu rưỡi. Hailey là rơi gì? Cả hai đội Hailey đều rơi màu đỏ, tại vì Hailey không có gì phàn nàn. Cả hai đội quá tuyệt vời rồi. Hailey dễ thương quá. Tổng kết lại, ở phần thi này, đội Trí Tuệ đã giành chiến thắng. Vâng, chúng ta đã trải qua hết rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày hôm nay. Và tổng kết lại thì đội chiến thắng là đội Trí Tuệ với tỷ số 3-1. Nhưng mà thực sự là trong tôi ngày hôm nay không có đội nào là đội thua cuộc cả. Cả hai đội đều là người chiến thắng trong team tôi. Cung bậc cảm xúc quá là mỹ mãn. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đến lúc mình phải chào tạm biệt với tất cả khán giả rồi. Và hẹn gặp các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần lúc 7 giờ trên kênh VLive và kênh YouTube trong chương trình Đông Tây Nam.